trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính chào quý khán giả và cảm ơn quý khán giả đã trở lại trong phần kế tiếp của chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi là tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm, anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài của tuần này là cái vụ kiện và của Philippines kiện Trung Quốc tại tòa án trọng tài ở La Hague và phán quyết của tòa án vào ngày 12 tháng 7 sắp tới đây. Một điểm thứ nhì trong những cái trong 7 điểm mà tòa án sẽ đưa phán quyết sẽ giải quyết là một điểm thứ nhì cũng cốt lõi lắm là cái nguyên tắc cái ưu tiên giữa biển, giữa cái yếu tố địa lý và cái chủ quyền dựa trên vùng biển lịch sử. Theo chú Quân thì tòa án sẽ ra phán quyết như thế nào? Cái đầu tiên đó thì nó rõ ràng trong cái luật biển là họ không có công nhận cái vấn đề chủ quyền lịch sử, cái chuyện đó rõ ràng mình thấy là cái chuyện kia là Trung Quốc chỉ dùng sức mạnh mà ủi thôi, nhưng mà Philippines kiện cái gì? Đó, cái hay dở là ở đó Philippines là kiện chúng tôi là ở trong cái vùng biển độc quyền của chúng tôi mà bị Trung Quốc đẩy ra, ngư dân của chúng tôi bị đẩy ra, thì Philippines yêu cầu tòa án nói cái trúng hay không. Đây về luật biển thì chúng tôi có trúng không, cái này là luật biển của tôi chứ không thôi chỗ nào đó Trung Quốc nói đó là dùng biển đánh cá mà truyền thống của chúng tôi, cũng như đi xuống thuốc dưới kia hay là đi qua tới Argentina mà cũng nói là các cái chỗ đánh cá truyền thống của chúng tôi, đâu có bao giờ có cái chuyện đó. Thành là Philippines muốn tòa xử nói là rõ ràng, quý vị Trung Quốc, tàu Trung Quốc đã đẩy người dân chúng tôi ra khỏi những cái vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, thì đó là trúng hay không? Thì đó là họ khôn là ở chỗ đó, chứ họ không nói là chủ quyền ở đất hay là cái gì hết, họ chỉ nói đó. Vì vậy họ kiện, mà cái này đó thì rõ ràng là 200 hải lý mà ở trong cái vùng đó thì là Philippines có nhiều xuất sắc là sẽ thắng. Và vì vậy đó thì quý vị cũng thấy là Trung Quốc tự nhiên là hạ giọng xuống, đúng không? Họ nói là chúng ta sẽ thương thuyết và cái gì, nhưng mà thật ra đó là mình phải nói người Việt Nam mình cũng có những cái hay đó, vừa đánh trống vừa ăn cướp là Trung Quốc chứ ai, vừa đánh trống cứ nói là Trung Quốc còn nói là cái người gây là Philippines, trong khi Philippines muốn được ra tòa PCA đó, được ra tòa trọng tài đó, nói chúng tôi đã cố gắng trong 17 năm đàm phán với Trung Quốc mà không xong, và chúng tôi không có cách nào khác ngoài cái chuyện sau 17 năm cố gắng là phải đưa cái này ra tòa. Đó. Trong trường hợp tòa ra cái phán quyết mà như Trung Quốc thì đã chuẩn bị cho một cái phán quyết bất lợi cho họ, và Philippines thì nó chuẩn bị cho một cái phán quyết mà có lợi cho mình, nhưng hai bên đều có những cái tín hiệu, bên Trung Quốc thì đang có đề nghị là cùng nhau thương lượng, và bên chính phủ Philippines qua cái là phát ngôn của tổng thống mới, tổng thống Duterte, cũng gián tiếp có nói nhiều lần là ông ta sẵn sàng ngồi xuống để thương lượng với Trung Quốc để bảo vệ quyền lợi của Philippines cũng như giải quyết cái cuộc tranh chấp này. Thì thế như Khôi nghĩ, Philippines có thể dùng cái phán quyết này, dựa trên phán quyết này để làm cái thế thương lượng với Trung Quốc không? Thưa anh Bình, thì thực ra nếu mà dùng cái phán quyết này để mà tạo một cái thế cho Philippines thì Philippines có thể đẩy nó lên được một chút. Nhưng mà tại vì cái nhân vật tổng thống mới của Philippines này là một cái nhân vật cũng có nhiều có người đã so sánh ông ta với lại Donald Trump của Mỹ. Thì ông tổng thống không giống bất cứ tổng thống nào của Philippines chứ. Là một cái nhân vật tổng thống nó khác với những cái truyền thống của Philippines từ xưa đến giờ. Thì đó cũng là một cái điểm mà chúng ta phải đáng để quan tâm xem cái nhân vật tổng thống này sẽ làm cái vấn đề gì. Về không những cái vấn đề và biển mà rất nhiều vấn đề bên trong của nước Philippines nữa.
thì có thể rằng ông ta sẽ có những cái deal nào đó mà ông ta cảm thấy phù hợp thì ông ta sẽ làm. Và cái phán quyết của tòa án quốc tế có thể nó sẽ không có nhiều tác động đến ông ta nữa, bởi vì nhân vật này khó đoán lắm. Tôi xin phép cái này tôi chưa có đồng ý lắm ở chỗ này đó. Trung Quốc là một cái người nghĩa là thâm hiểm. Chúng tôi sẽ ngồi với Philippines nếu Philippines bỏ qua vấn đề mà tòa án quyết định của tòa án, làm sao bỏ qua được, đúng không? Còn cái ông kia đó thì ông nói một cái đường khác, ông nói chúng tôi sau khi mà có phán quyết là chúng ta có thể ngồi nói chuyện, có thể nói chuyện uống cà phê chơi cũng được vậy. Nhưng mà thành ra mình chưa có dám, thì cái mà Khôi nói thì đúng, nhưng mà tôi muốn thêm một cái nữa là tới bây giờ đó Philippines đã cố gắng trong 17 năm thì ông kia ông cũng không có ngu lắm. Mà đừng có quên đó, ông này ông có nhiều cái hành động cũng đặc biệt lắm, tại vì ông nói nếu mà có cần đó tôi sẽ đi cái xe Skyjet tôi đi qua tôi cắm cờ Philippines đỡ cái mấy cái đá ngầm đó. Thành đó, chưa biết là hết, cũng như nói nhưng mà không phải dễ đâu. Chơi với một, cũng như là mình đi chơi với một nước mà nó, tôi xin lỗi sử dụng cái chữ côn đồ đó, thì khó lắm, khó làm việc đó. Nếu mà người ta áp dụng theo luật, phải không, chấp về luật quốc tế đó thì nó dễ dàng, còn mình đi chơi với côn đồ đó thì khó lắm. Thì đó nó là cái trường hợp mình phải nói dùng cái chữ đó, tôi xin lỗi phải dùng cái chữ đó, nó hơi miệt một chút, nhưng mà nó thật đó, nó như vậy. Là Trung Quốc nếu mà phán quyết mà ủng hộ Philippines đó thì Trung Quốc sẽ được coi, bị các nước khác mà Trung Quốc không công nhận thì bị coi là làm cái nước côn đồ, sống ở ngoài luật pháp. Ở ngoài luật pháp là gì? Du côn, côn đồ, lưu manh, đúng không? Thì nếu mà tất cả mọi nước đều yêu cầu là phải chấp nhận cái phán quyết này chứ không có phải là như vậy được. Tôi chỉ thêm một cái ý thêm cho Khôi thôi. Theo chú Kim thì Việt Nam mình có thể học cái bài học gì sau cái vụ kiện này? Bây giờ tôi nói về vấn đề Philippines với ông tổng thống mới này đó. Thì chúng ta phải nhìn tổng thống mới này là một người không dễ bị áp lực, bởi vì ông ta là một cái người mà có thể nghĩa là cứng rắn chứ không phải không. Cho nên cái hành động mà cái cách nói mà ông ấy bảo là sẽ ngồi thương thảo vấn đề khác chứ không phải thương thảo về vấn đề mà tòa án quốc tế, mà đem cái lợi về phía mình, mà ông bảo bây giờ chúng ta bỏ cái đó đi, drop cái đó đi, thì chuyện đó không bao giờ ông giải cái cửa đó cả. Tuy nhiên đối với Việt Nam đó thì chúng ta phải nhìn thấy rằng qua cái vụ mà cá Formosa đó thì gần như là những ngư dân của Việt Nam không dám bám biển miền Trung nữa. Có nghĩa là cái ngư trường truyền thống mà từ trước nay mình nói là mình vẫn đánh cá, bây giờ nếu mà Trung Quốc nhìn vào, nói vào quốc tế, các anh hãy nhìn vào, đâu có Việt Nam đâu có đánh cá đâu đó. Thành ra không phải là cái ngư trường truyền thống nữa, mà bây giờ chỉ có nghĩa là ngư dân của Trung Quốc đi qua đi lại chỗ đó. Vậy thì đó là cái ngư trường truyền thống của Việt Nam. Thành ra Trung Quốc muốn dùng cái việc mà Trung Quốc tạo nên để làm cái lợi thế cho mình. Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên biết điều đó để thấy rõ ràng là mình không để cho dân bám biển nữa, bởi vì Formosa đã làm cho cái biển bây giờ không còn đánh cá nữa, thành ra mất cái tiếng gọi là ngư trường truyền thống của Việt Nam. Nhưng mà nếu Việt Nam nên dùng cái phán quyết của Liên Hợp Quốc mà có lợi cho Philippines làm cái điểm khởi điểm cho mình, để mình từ đó mình tiến lên có lợi cho mình trong tương lai thì tốt hơn. Và kính thưa quý khán giả, đây là một cái vấn đề trọng đại không chỉ riêng đối với 100 triệu người dân Philippines mà còn đối với tất cả các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt trong đó có Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 7 sắp tới đây sẽ có phán quyết của tòa án trọng tài ở La Hague, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tuần tới vào ngày 14 tháng 7 để phân tích tiếp về vấn đề này. Xin quý khán giả đón xem và hẹn gặp quý khán giả.
trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Vietchai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.